Chào các bạn, chúng ta có một mẫu spinner mới 6 cánh 7 sắc cầu vồng rất là đẹp như thế này. Đây là một kim loại cầm khá là nặng và kích thước khá lớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hơn 1 phút rồi các bạn. Con này có nhận về này. Con 9 có một con quay được gần 1 phút, còn hai con còn lại thì chưa dừng. Hy vọng là nó xoay lâu một chút. Một con chuẩn bị quay nữa rồi. 2 phút 12 chắc được 15 giây. Hai phút 29 giây, 2 phút 30 giây, ok, một chú còn lại đang quay. Nôn rồi, 2 phút 43, 44, 45 giây, ok. Như vậy là thời gian xoay thì không có lâu lắm, nhưng mà được cái nó đẹp.